Rồi, xin tổng chào toàn thể quý vị, anh em đang quan tâm và theo dõi kênh của Vân Trường. Thì trong video này, mình sẽ chia sẻ anh em một cách chăm sóc những cái phôi mai ghép nha anh em. Và thời gian nào thì nên uốn sửa cành mai ghép nha anh em. Thì rất nhiều anh em mới chơi thì hay bị những cái vấn đề này sẽ làm cho cây mai của mình bị suy. Có nhiều là mình sơ suất anh em, sơ suất. Nói chung là thứ nhất là mình cũng không nắm vững kỹ thuật. Thứ hai nữa là khi mình đưa dây vào uốn một cái cây mai và sẽ khiến cây mai nó bị suy. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ anh em làm sao, thời điểm nào mà anh em khi sửa tàn, sửa nhánh ít tránh cái trường hợp cây mai nó bị suy đi. Thì đầu tiên là anh em biết là cây mai ghép là chăm sóc và sửa tàn của nó thì khó hơn là cây mai rin rất là nhiều. Cây mai rin thì nó dễ hơn, ví dụ như anh em bẻ cành này mà ví dụ nó trục trặc thì anh em lấy cành khác anh em bẻ nó rất đơn giản. Nó rất đơn giản, chứ còn cây mai ghép thì nó khó hơn. Thì trên thực tế thời điểm mà để sửa mai thì có thể là theo ý kiến riêng của mình. Bởi vì trên thực tế thì mình cũng không có am hiểu nhiều đâu anh em. Chẳng qua là chết nhiều, rồi bẻ cây nó gãy nhiều, rồi nó suy nhiều thì cũng là biết sơ sơ. Thì tính ra là anh em nên đợi. Ví dụ như là thế này, một năm cây mai nó có hai chu kỳ. Một là cái chu kỳ tĩnh và chu kỳ động, nghĩa là khi lọc mai nó bắn ra thế này thì đến một thời gian ít hôm nữa nó sẽ đứng lại, nó đổ sang cái lá màu hơi già già này. Thì đó là khi mà bộ lá trên này nó phát triển thì bộ rễ nó lại không phát triển, mà khi mà cái lá nó đứng thế này thì bộ rễ ở dưới phát triển rất nhanh đó. Cho nên là khi cái lá già là bộ rễ ở dưới nó tập trung nó phát triển bộ rễ, còn khi mà lọc non nó đang bắn này thì bộ rễ nó phát triển ít hơn và kém hơn, nên là luôn luôn đối lập nhau ra nha. Thì nói chung là đối với một phôi mai mà ghép nha anh em, đối với một những cây mai mà ghép thì anh em nên tiến hành là chăm sóc đặc biệt hơn là những cây mai rin một xíu. Bởi vì là nếu anh em mà chăm mà không lực, ví dụ anh mình ví dụ thôi, ví dụ anh em chăm là ví dụ như là có 7 bo ghép đi, giống như cây này của mình có 7 bo ghép, đây là bo ghép, mà ví dụ như cành nào nó không lực thì nó sẽ khiến cái cành ấy nó bị suy đi, nó không giống như bo rin này nha anh em. Bo rin này thấy dài chứ nó mạnh hơn cái bo ghép, bởi vì khi nào mà nó dính chặt rồi, dính 1-2 năm rồi thì nó mới đồng hóa, thì nó mới coi như kiểu như là nó mới gần cân bằng. Chứ còn hồi mới đầu ghép là cái cành ghép nó thứ nhất là gió dễ gãy này, thì khi ghép thì anh em đưa dây ra này là anh em giữ neo lại cái mắt ghép mình khỏi gãy. Còn khi mà muốn tiến hành sửa trên một cái bo ghép, tức là trên cây mai ghép, thì anh như đây, như anh em thấy là cành này mình hoàn toàn chưa sửa này, mình chỉ có sửa một điểm cong này thôi. Cái điểm cong đây là hồi trước là lúc mà mình đưa dây vào mình giữ, đưa dây này nha, đây này đó, mình đưa dây mình giữ thì mình có uốn lắc một điểm cong, xong rồi mình thả để cho cây nó đi tự nhiên cho nó khỏe. Chứ nếu anh em mà cây mai ghép mà anh em gò bó nhiều mà thời điểm nó đang còn yếu, anh em gò bó là sẽ khiến cây mai nó bị yếu đi. Mà trên thực tế cây mai nó không giống như tất cả các loại cây cảnh khác, nó không giống như cây xanh đây. Cây xanh đây thì anh em có thể là uốn sửa đủ các kiểu, nhưng riêng cây mai là anh em phải, thứ nhất là phải canh thời điểm, và thứ hai là chỉ có những cái cây mà mạnh mạnh thì anh em mới lên sửa, còn đối với những cây yếu thì anh em nên để tự nhiên để cho nó phát triển, cho nó mạnh cây. Chứ bởi vì cây mai mà anh em sửa thế thì chưa thấy nó ra cái thế gì, nhưng mà thấy cái cây mình là chết ngắc anh em. Hơn nữa trong quá trình sửa như cây này của mình là tại sao tới giờ mình vẫn chưa sửa này, đúng ra cây này cũng lớn rồi anh em. Nói chung là cành này cũng lớn, mình chơi hàng bonsai nhỏ nhỏ, cứ cành này là uốn mệt này, vẫn uốn vô tư nha anh em, nhưng mà vẫn hơi mệt này. Thì anh em đợi cái lá già này, cái lá đây này, cái lá non này, nó chuyển sang màu già đi, nó chuyển sang màu này, hoặc màu này đi. Tóm lại nó phải chuyển già, thì anh em hãy đưa dây vào là để uốn sửa theo cái dáng nào đó mà anh em cảm thấy là thích à, phù hợp. Đó, thì anh em hãy đưa dây, chứ còn khi lá non này, anh em mà đưa dây vô là khi anh em bẻ, thứ nhất là nó dễ gãy cành, thứ nhất là dễ gãy, thứ hai nữa là nó bị đơ cây. Và đặc biệt là những cành non này, khi anh em cuốn kẽm hay làm gì đưa dây vào là nó sẽ bị chóc cái lớp da của nó này, lớp da nó còn non, nó còn tơ anh em. Cho nên là rất có khả năng là cây mai anh em sẽ bị xuống sức, bị suy. Cây mai nó nhiệt lắm, nó không giống các loại cây khác, mà đặc biệt là cây ghép nha anh em. Còn cây rin như cây đây thì nó đơn giản này, ví dụ như mà cây này thì kể cả cành cỡ nào sướng được, cành này sướng được, ví dụ muốn bẻ vẫn cứ bẻ được, lỡ mai mà có chết cành này luôn thì ta vắt cành này ra ta kéo rất là nhanh. Nhưng trên một cây mai ghép thì nó khác,
Đây này, giống như cây này mình ghép này, cả giật cả trọt chết mấy bo này, đó, đang lỡ cỡ cây này. Đó, còn như như cây này thì ghép đủ rồi này, nhưng mà mình anh em đấy mình cũng rất ít khi sửa. Không phải là mình không sửa, từ từ rồi mình cũng bẻ cổ em nó về quê ngoại hết. Đó, nhưng mà tạm thời là cứ từ từ, bởi vì cái lọc non đang phát này, mình đợi đứng cái lọc non này là bắt đầu mình mới tiến hành đi dây. Đây, đi dây trong đây này nha. Đó, đi dây thì nó có nhiều kiểu cách đi dây, thì nói chung là mình không chia sẻ kỹ cái thành phần đi dây. Đi dây thì anh em có thể là quấn như anh mấy anh em miền Tây họ đi dây bằng bằng ấy này nhé, đi sợi dây xong rồi anh họ lấy băng keo họ quấn họ uốn này, thì cái đấy là tùy anh em, hoặc giả là đi dây giống mình đang được này thì tùy cái hướng đi dây, tức là đưa dây vào để quấn tròn quanh được uốn sửa. Thì nói chung đưa dây ấy, thì video của mình chủ yếu là mình chia sẻ anh em cách thời điểm để mà uốn sửa và những cái thành phần làm gì mà để chăm sóc cây mai nó không bị mất sức. Chứ hiện giờ mình vẫn chưa chia sẻ anh em là cách sửa như thế nào cho đẹp cây, đẹp dáng anh em. Thế là tùy điều kiện, là tùy anh em chơi cây đẹp cây xấu. Nhưng mà cái cốt lõi mình muốn chia sẻ anh em là đợi lá già bắt đầu tiến hành đi dây. Thì nếu anh em đi dây sớm thì cây nó bị suy yếu, có khả năng rút ra tình trạng là nhiều khi là uốn chưa xong cái cây chết mất anh em, hoặc là nó chuyển sang cái lá me thì nó mất rất chi là khó. Đó, thế nên là cứ đợi cái lá già xíu. Còn cành thì trên thực tế bữa nay có cọng kẽm lớn này, đây này, kẽm cỡ đây này. Còn có loại lớn hơn nữa nhanh nha, đây bằng nhôm á, dây nhôm á, mua trên mạng nha. Mấy cái loại này nhiều cái dây nó lớn hơn nữa, thì khi mình uốn sửa thì nó dễ, nó khỏi bị hư cây. Nói chung là đại đa số ai cũng vậy à, khi chơi mai mà thích uốn sửa thì nói chung là lúc nào cũng muốn ở tới cái thấy mầm nó ra là ưng ý, kể cả mình đấy. Nói tóm lại là mình cũng hay uốn sửa vào những thời điểm mà tơ tơ này, ngày trước mình hay uốn lắm. Cứ mỗi lần uốn vào đó đứng cây nhìn nó thảm, thì những cây nó thảm lắm nha. Cho nên là anh em khi đi dây là lên cân nhắc mấy cái vấn đề là như vậy. Còn đặc biệt thì đối với những dòng phôi mà muốn chăm sóc cho nó phát triển nhanh để mà anh em có thể là tiến hành là sử dụng các loại là phân bò hoa mục rải trên một lớp ở trên mặt chậu hoặc là trộn chung với giá thể. Rồi thứ hai nữa là anh em lên kết hợp giữa phân hữu cơ và vô cơ. Ví dụ anh em có thể là đi thêm đằng DAP. Đi DAP anh em thì độ lân nó nhiều thì cái lá nó dày hơn và cái cành nó cứng đòn hơn. Chứ nếu mà anh em nuôi phôi mà anh em đi 30-10-10 thì cái lá mài của anh em sẽ bị mỏng và gặp gió, gặp nắng thì rất có khả năng là nó sẽ bị gãy. Nó giống như mình đây, nó giống như mình đi cây đây là mình đi NBK kết hợp với N3M kết hợp với Atonic thì thành thử là cái lá nó quá khổ anh em. Thì trên thực tế thì cây mai mà đang uốn sửa cái lá lớn, anh em đẩy những cái lá lớn, đừng nghĩ cái lá lớn là ngon nha, không phải vậy đâu. Cái lá lớn là cái bo này nó yếu này, nhỏ này, thấy không? Nó nuôi dinh dưỡng, nó nuôi hết hai cái lá này, rồi hai cái lá này nó quăng hợp xuống, nó nuôi cho bộ đế này, xong lại ngược lại là đẩy lên nó nuôi những cái lá bự này, thành thử là cũng không đạt. Vì vậy cho nên là anh em đi phân theo ý kiến của mình thì anh em nên sử dụng là phân chuồng hoa mục và DAP được rồi, đừng đi kết hợp giữa N3M và Atonic. N3M và Atonic mà kết hợp thì thường thường lá nó lớn quá, lá lớn quá tính ra sửa rất khó anh em. Đây này, bây giờ nó nuôi hết ở cái phần trong này, phần ngoài nó tăm lại anh em, phần ngoài nó tăm này mà cái phần trong thì nó chả bá này. Đó, đây nhỏ đâu. Rồi còn khi mà anh em bón là dư phân thì buổi trưa anh em để ý này, này quặp đọt này. Đó, bởi vì sử dụng mà phân thuốc quá liều nghĩa là cái lọc nó phát quá nhanh thì buổi trưa nó hay bị cong này, và đôi khi có thể là chiều lại nó mới thẳng, có nhiều cái nó cong luôn anh em, nhiều cái nó cong luôn thì anh em lên cấu bỏ đi, cấu bỏ cái phần này đi. Còn nếu mà chiều lại nó thẳng thì vẫn thôi, nhưng mà những cây như thế này, như những cây đây của mình là bị gọi là hơi dư phân, nghĩa là hôm vừa rồi mình có tưới một lần là N3M cộng Atonic ấy, thì để cho nó phát ra mạnh để mình sửa cho nhanh ấy, mình cũng nôn nóng giống anh em thôi, thành thứ là nó phát hơi căng, thành thứ là nó bị thế này. Hiện tượng đây là buổi trưa thì nó bị thế này nhá. Còn những cái cây lá già thì lại không bị này. Đó. Đặc biệt những cái bọn non non này nhá, non non thì nó hay bị cái hiện tượng là buổi trưa nó cặp đầu xuống. Cho nên là cái đây là không phải mình đi dây vô bị sửa nha anh em, mà cái đây là cái bo ghép của mình như này. Đây, bo ghép này, đây này, đó, bo ghép này là mình phải giữ cái này trong gió nó thổi nó gãy. Và video của mình ở đến đây xin phép tạm dừng. Chúc toàn thể quý vị anh em một ngày vui vẻ, hy vọng video này
để giúp anh em hiểu thêm về một số vấn đề chăm sóc cái phô mai, đặc biệt là phô mai ghép nha anh em.